Vietjet Air có bao nhiêu đường bay nội địa và quốc tế? Vietjet là hãng bay giá rẻ được rất nhiều người lựa hiện nay, thì phần hàng nội địa của hãng bay này đã vượt Việt Nam Airlines với hơn 40% trong khi tính đến thời điểm hiện tại đã có đến 4 hãng bay. Hệ thống mạng lưới đường bay của hãng luôn được mở rộng cả về nội địa và quốc tế. Tổng số đường bay là 74 gồm quốc nội lẫn quốc tế. Vậy hiện nay Vietjet Air có tất cả bao nhiêu đường bay nội địa và quốc tế? Đường bay nội địa Hiện nay, hãng thực hiện tổng cộng 17 đường bay nội địa đến các tỉnh thành phố trong Việt Nam bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Buôn Mê Thuộc, Cần Thơ, Chu Lai, Đà Lạt, Đà Nẵng, Đồng Hới, Hải Phòng, Huế, Nha Trang, Phú Quốc, Pleiku, Quy Nhơn, Thanh Hóa, Tuy Hòa, Vinh. Đây là hãng này có nhiều đường bay nội địa nhất hiện nay. Đường bay quốc tế Về các đường bay quốc tế của hãng khá rộng gồm 57 đường bay, cốc Bu Xanh, Cao Hùng, Chấn Chun, Chẳng Lẽ, Trang Sa, Chi An Mai, Chi An Rai, Côn Minh, Đê Gu, Đài Bắc, Đài Nam, Đài Trung, Dư Tường Tế Nam, Hàng Châu, h a r b u n t a i b i n g i n t r n a t i o n a l a i r b o r t Hải Khẩu, Hệ Đồng, Hồng Kông, h e h h o t Bài Ta, Hợp Phi, Giang, Giang, Bee, Kila Lumber, Lan Châu, Mơ Cao, Nam Kinh nam sương new delhi Ngạc nhĩ đa tư nghĩa ô ngô vu nam ninh ninh ba osaka phnom penh phú kẹt QUINHDAO, quý dương seoul shi Hoàng, si Rip, singapore đài loan gu sự tây an thanh đô thẩm dương thiên tân thường châu thượng hải tokyo narita trịnh châu trung khánh trương gia giới vô tích vũ hán sinh đông iangon các đường bay quốc tế của VietJet sẽ phụ thuộc vào điểm xuất phát tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng. Ví dụ sẽ có chặng bay từ Hà Nội bay thẳng nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh phải bay nối chuyến và ngược lại. Có thể thấy các đường bay quốc tế của hãng hàng không giá rẻ này chủ yếu tập trung vào các nước khu vực Đông Bắc Á như Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông. Trong danh sách các đường bay quốc tế chưa có sự xuất hiện của Úc đây là thiếu sót không nhỏ. Hãng đang tích cực xúc tiến các đường bay đến Úc vào đầu năm nay. Với Airbus, theo thống kê của nhà sản xuất đến từ Pháp, số máy bay của hãng đang được vận hành bởi VietJet là 77 chiếc, bao gồm 28 chiếc A320CEO, 36 chiếc A321CEO và 7 chiếc A321NEO. Trong khi đó, đội hình bay của hãng hàng không VietJet được PlaneSpotter ghi nhận gồm 64 chiếc. Trong số này, dòng A320 chiếm 23 chiếc và dòng 321 là 43 chiếc. Cũng theo PlaneSpotter, trong 64 chiếc này, số máy bay Vietjet sở hữu hiện chưa đến 13, số còn lại hơn 40 tàu bay đều được Vietjet thuê lại. Theo các chuyên gia hàng không, sự khác biệt của các thống kê từ Blendspotter và Airbus xuất phát từ nghiệp vụ quen thuộc của các hãng hàng không. Bán và thuê lại, một số máy bay vẫn được Airbus ghi nhận thuộc Airbus lại đang bay trong biên chế của hãng khác và ngược lại Vietjet cũng thuê máy bay để khai thác. Trên thực tế, Nghiệp vụ bán và thuê lại máy bay cũng là một trong những hoạt động kinh doanh quan trọng của Vietjet. Doanh thu từ hoạt động bán và thuê lại máy bay trong 3 năm gần nhất 2016 đến 2018 của hãng lần lượt là 11.600, 19.800, 18.600 tỷ đồng, chiếm 42%, 47% và 35% tổng doanh thu. Với việc nhận chiếc Airbus A330 vào sáng ngày 25 tháng 12, Vietjet lần đầu tiên sở hữu máy bay thân rộng sau 10 năm thành lập sáng ngày 25 tháng 12. Chiếc A33030 đầu tiên trong ba chiếc mà Vietjet Air lên kế hoạch biên chế đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, chính thức gia nhập đội bay của hãng. Đây là chiếc máy bay thân rộng đầu tiên của Vietjet sau 10 năm thành lập. Chiếc Airbus A33030 đầu tiên của Vietjet có số hiệu VNA811, cấu hình 12 ghế thương gia và 365 ghế phổ thông. Hai chiếc còn lại sẽ được hãng biên chế trong quý 1 năm 2022. Chia sẻ với Dinh, ông Đinh Việt Phương Phó Tổng Giám đốc thường trực của Vietjet Air khẳng định việc biên chế dòng máy bay thân rộng A330 sẽ giúp hãng cải thiện công suất khai thác và độ phủ của mạng bay. Việc Vietjet Air biên chế máy bay thân rộng thời điểm này còn là minh chứng cho thấy chúng tôi đã vượt qua dịch COVID-19. Ông Phương khẳng định, dự kiến ba chiếc A330 mới của Vietjet sẽ được hãng sử dụng để khai thác các đường bay nối Việt Nam với Nga, Ấn Độ, Nhật Bản trong tương lai gần và xa hơn là các điểm đến quốc tế khác như Australia hay châu Âu. Việt Nam Airlines là hãng hàng không đầu tiên sử dụng những máy bay cỡ lớn này và đang biên chế hai dòng máy bay thân rộng là Boeing 787 và Airbus A350. Kế đến là Bamboo Airways với đội bay thân rộng Boeing 787. Theo Planespotters, đội bay của Vietjet Air hiện có 75 máy bay gồm 57 chiếc A321 và 18 chiếc A320. Chiếc A33030 số hiệu VNA811 sẽ là máy bay thứ 76 của hãng tính tới hết năm 2021. Trước đó, việc chết thông báo dự kiến khai thác trở lại các chuyến bay thường lệ quốc tế cũng từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, bao gồm các đường bay kết nối Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh với Tokyo, Narita, Nhật Bản, Seoul, Incheon, Hàn Quốc, Đài Bắc, Đài Loan, Singapore và Bangkok, Thái Lan ngay từ đầu tháng 1 năm 2022. Trong giai đoạn một dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các chặng bay sẽ được khai thác từ một chuyến khứ hội tuần và tăng lên theo nhu cầu của người dân, du khách và sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhằm đảm bảo khai thác an toàn. Phòng chống dịch bệnh hiệu quả Giai đoạn tiếp theo, việc chết dự kiến sẽ mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế mà hãng đã khai thác trước đây đến các quốc gia khác trong khu vực cũng như xa hơn đến Ấn Độ, Nga. Tại đại hội, các cổ đông đã thông qua nghị quyết kế hoạch kinh doanh năm 2022, Vietjet đặt mục tiêu nâng đội máy bay lên 82 máy bay, khai thác 100.000 chuyến bay, vận chuyển được 18 triệu lượt hành khách. Vietjet cũng đặt kế hoạch doanh thu vận tải hàng không đạt hơn 22.300 tỷ đồng, hoạt động có lãi. Các cổ đông cũng biểu quyết thông qua nghị quyết chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối tích lũy từ các năm trước đại dịch. Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn khẳng định, năm 2021 là một năm thử thách với ngành hàng không. Vietjet vẫn vững vàng vượt qua, thể hiện sự nỗ lực và thành công trong kinh doanh của hãng. Thứ trưởng Tuấn cho biết, sau khi dịch được kiểm soát, Vietjet đã tích cực khôi phục các đường bay nội địa, quốc tế, mở các đường bay mới tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ. Đồng thời, mong muốn việc Vietjet đưa vào khai thác tàu bay thân rộng Airbus A330 để chuẩn bị mở rộng đường bay tới Australia, tới châu Âu sẽ đem lại thành công cho hãng. Cũng tại đại hội, ông Đinh Việt Sơn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đánh giá Vietjet là một minh chứng cho sự linh hoạt, thích ứng, phát triển đúng hướng để đứng vững trong đại dịch và tìm kiếm được nhiều cơ hội mới trong việc phát triển khai thác hàng không. Vietjet đã đi đúng đúng hướng. Đúng chủ trương của chính phủ đề ra, Đặc biệt đối với lĩnh vực hàng không, một lĩnh vực đòi hỏi sự an toàn và ứng dụng công nghệ tiên tiến và là xu hướng chung của cả thế giới, ông Đinh Việt Sơn cho hay. Đại hội cũng đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch chia cổ tức năm 2022, kế hoạch phát hành trái phiếu quốc tế. Phương án tăng vốn điều lệ Bộ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 đến 2027 với các thành viên độc lập là các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong nước và quốc tế trong lĩnh vực bảo hiểm và hàng không. Lợi nhuận trước thuế quý 1 của Vietjet tăng 113%. Lợi nhuận trước thuế quý 1 của Vietjet tăng 113%. Tính đến hết năm 2021, hãng sở hữu 76 tàu bay, mở rộng mạng đường bay lên tới 44 điểm đến nội địa và 95 điểm đến quốc tế. VietJet đã đầu tư đội tàu bay thân rộng Airbus A330-300 theo mô hình hàng không chi phí thấp, mở đầu một giai đoạn phát triển đường bay mới tầm xa hơn. Vừa qua, VietJet và Boeing cũng đã đạt được thỏa thuận tiếp tục thực hiện hợp đồng với nhiều chương trình hợp tác dài hạn, xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm hàng không của khu vực và thế giới. Từ những ngày đầu hoạt động, VietJet đã đi đầu trong ứng dụng vé máy bay điện tử thay cho vé giấy. Đi đầu trong ứng dụng e-commerce trong năm 2022, VietJet tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ cao, tự động hóa, sáng tạo và đổi mới, thúc đẩy kinh doanh số trong hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng không, tăng cường và mở rộng kinh doanh dịch vụ hàng không như dịch vụ phục vụ mặt đất, dịch vụ đào tạo, dịch vụ tài chính, đầu tư dự án và các dịch vụ hàng không khác.